dòng loa chuyên nghe hát karaoke các bác thấy chưa, hàng của Nhật Bản sản xuất tại Taiwan. Đấy, hàng bãi xịn các bác nhá, rất là chất lượng. Với cặp loa này sử dụng bát 25 và 4 loa tép, đánh rất là tơi và sáng, bát đánh rất là sâu đầm. Đấy, nó không như những dòng loa nhái nó fake các bác nhá. Cặp loa tiếng rất là ngọt và hay, chuyển vào cho các khách ở Bến Tre một cặp và chọn một bộ là gồm chiếc đẩy EV con vàng TD và một cặp loa này cho một bác khách ở Bắc Linh, chính xác ở Thuận Thành Bắc Linh, một bộ chọn gói, một đẩy một vàng, một đôi mic dây, bác lấy một đôi mic dây Sufu và một cặp loa này. Đấy, đây là em test một video nhưng mà chuyển cho hai bác khách thì một cặp này là vào Bến Tre, cặp loa đẹp long lanh, hàng bãi mà như này là tuyệt vời rồi. Đấy các bác nhá, nó phải có xuất sắc là điều đương nhiên, nhưng mà nếu mà nói về trong hàng bãi mà xuất sắc như này thì nó quá là đẹp. Đấy, hàng bãi mà hàng gọi là giá siêu bình dân, chất âm của nó cực hay. Đấy các bạn, chất lượng chưa các bác? Chất lượng của dòng này nó cũng không kém gì những cặp loa, nó rơi vào tầm 4 triệu 5 triệu. Đấy, thế mới đặc biệt, nhưng mà giá tiền nó siêu rẻ luôn. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.